Hôm nay mình chưng mắm cá cơm các bạn. Nè, mắm cá cơm nè. Mắm này mắm cá cơm các bạn. Hôm nay mình chưng với hột gà. Mình có 3 trứng hột gà. Bây giờ mình đập bỏ vô các bạn. Bỏ hành vô. Rồi mình đổ củ hành vô rồi các bạn. Bây giờ mình bỏ cái nè. Mình chưa cái chồng đỏ một trứng nữa các bạn. Để chút mình chét lên trên. Trộn đều rồi. Mình không có nêm gì trong đây các bạn ơi. Mắm này nó làm vừa ăn rồi. Rồi được rồi các bạn. Bây giờ mình bỏ vô đây mình hấp. Còn lòng đỏ này chút mình hấp nó khoảng chừng 5-10 phút gì đó. Rồi mình chét lên trên nha các bạn. Rồi nước trứng nó vàng rồi các bạn. Bây giờ mình đổ vô. Nè các bạn ơi. Này mì hao hảo. Mì hải sản siêu cay. Đây là gói những gói mì giấy nha các bạn. Mình lấy cái này mình ăn các bạn ơi. Hồi xưa đó các bạn, hồi trước đó là cái gói mì giấy này nè, chỉ có ra gói mì giấy thôi các bạn, không có nhiều loại mì như bây giờ đó các bạn. Nè, gói mì giấy á, nó có cái bịch đầu riêng này thôi các bạn, đó, gói riêng này thôi, ngoài ra nó không có gói gì các bạn ơi. Nhưng mà hương vị nó ăn nhớ hồi xưa đó các bạn, ngon lắm các bạn. Bây giờ mình pha nha các bạn. Này các bạn ơi, mình nấu nước mình pha mì các bạn. Mình cứ bỏ trứng gà vô đây các bạn. Cho nó chín nữa các bạn rồi mình mới pha mì. Chứ mình không có ăn trứng bỏ vô mì chế nước sôi đâu các bạn ơi, nó không chín nó tanh đâu các bạn. Đó vậy là thôi các bạn, được rồi đó. Ăn mì các bạn ơi. Này xúc xích nè.
này hộp gà gói mì vỏ giấy nó đơn giản các bạn, nó chỉ có gói đầu đêm mà gói muối à chứ không có gói gì hết á, không có dầu không có mỡ gì các bạn, mà mùi vị nó ngon lắm các bạn, mình thích ăn nó lắm các bạn ơi. Còn mắm chín chưa các bạn? Chút nữa các bạn ơi, chút nữa. Rồi, bây giờ mình hấp cũng lâu rồi đó các bạn. Để coi nó chín chưa. Cái này tiêu nữa các bạn. Tiêu bỏ lên cái này nè. Này các con của mình nè, hấp rồi các bạn. Chín rồi các bạn ơi. Thôi tắt lửa các bạn. Ăn cơm các bạn ơi. Chưa rồi. Không cắt cơm chân với trứng gà nha các bạn. Mời các bạn nha. Cái cơm chân cũng ngon các bạn.
mắm cá cơm này nó hơi cay tại vì nó khi nó chế biến các bạn, nó bỏ ớt nhiều. Nó qua ớt rồi nè, trên nó là cay. Ở biển thì nó có một cái vị nó khác, và khác ở đồng. Cái nước mắm cũng vậy các bạn, nước mắm cá đồng mà chưa nó nấu các bạn, nó ớt nó nấu á, cái nước mắm cá đồng nó cũng khác nước mắm cá biển các bạn ơi. Đừng có tưởng là nó cái mùi nước mắm nó giống nhau, không phải đâu các bạn, nó khác, khác hẳn luôn các bạn. Thôi chia sẻ các bạn chút nữa nha. Chào các bạn nha.